Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì bên đơn vị mình sẽ giới thiệu cho bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang. Đó, và cái dòng sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là dòng sản phẩm camera ngụy trang chai Vim. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về các dòng sản phẩm camera ngụy trang này, hoặc là máy gâm này, máy định vị, đó, hoặc là những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo với số điện thoại của mình là 0937960888. Đó. Các bạn có thắc mắc hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm nào ở bên đơn vị nhà mình thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Còn ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang. Đó. Đây, một dòng sản phẩm camera ngụy trang chai Vim nước tẩy rửa bồn cầu. Đây, thì bạn nào muốn lắp đặt những cái dòng sản phẩm dầu kín ấy thì các bạn có thể là tham khảo cho mình cái mẫu này. Thì cái mẫu chai Vim này thì pin của nó sẽ được sử dụng trong vòng 90 giờ nhá. Nó khoảng từ 3 tới 4 hôm. Đấy. Đây, chai Vim. Đấy, thời gian sử dụng cực kỳ lâu đó, và cách sử dụng thì cực kỳ dễ đó, các bạn chỉ cần là tải cho mình một cái app về thôi đó. Và ngoài ra cái chai Vim này nó còn cho phép các bạn là có thể là kết nối xem từ xa qua 3G và 4G đó. Ví dụ các bạn lắp đặt cái chai Vim này ở một khu vực đó, mà chẳng may các bạn phải có công việc phải đi xa hoặc là đi đâu đấy đó, thì các bạn vẫn có thể là kết nối và xem lại được đó, và nó có thể là cho phép các bạn là lưu được thẻ nhớ nhá. Đây chai Vim, đây các bạn nhìn ở đây đấy. Nó là một chai Vim bình thường nhá. Bên đơn vị nhà mình chỉ có lắp đặt thêm một chức năng camera dầu kín thôi. Đó, thì mắt cam bên đơn vị nhà mình sẽ nằm ở đây. Đó, cái mắt cam đây nhá. Đó, nó chỉ là một cái hố này thôi. Đó, khi các bạn đặt nhảy thì đó, không ai có thể là nhìn được cái mắt cam cả. Đó, không ai có thể phát hiện ra. Đó. Thì để sử dụng được cái dòng sản phẩm camera ngụy trang chai Vim này thì các bạn chỉ cần là tải cho mình một cái ứng dụng về thôi. Đó, các bạn tải cho mình một cái ứng dụng ở trên điện thoại nhá. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái điện thoại này. Đây. Mình có sắm cái điện thoại ở đây nhá. Đó. Đây, mình có sắm cái điện thoại và tải sẵn cho mình cái ứng dụng là Lookcam. Đó, đây mình sẽ cho thấp hình một chút đây. Đó, ứng dụng Lookcam nhá. Thì bạn nào xài iPhone thì có thể là lên cho mình cái ứng dụng App Store để tải về. Còn các bạn dùng Samsung này, Oppo hoặc là những cái dòng sản phẩm điện thoại Android khác thì các bạn có thể là lên cho mình cái ứng dụng là CH Play. Nó ghi cho mình cái chữ Lookcam ra và có ấn tải về là xong. Đấy, thì cái ứng dụng Lookcam này nó sẽ phù hợp cho tất cả các dòng máy nhá, từ những cái loại điện thoại đời cũ nhất cho tới là những cái điện thoại đời mới. Đấy, thì đều có thể là tải được và sử dụng được cái ứng dụng này. Đó. Đây thì để sử dụng được và kết nối được cái cam Vim này của mình thì các bạn chỉ cần là vào cho mình cái phần cài đặt ở trong máy điện thoại của các bạn. Đó, các bạn vào cho mình cái mục Wi-Fi nhá. Đó, thì khi các bạn vào trong cái mục Wi-Fi này thì cam nó sẽ phát ra một cái Wi-Fi cho các bạn kết nối, đó chính là một chữ F ở đầu và một giấy số đằng sau, thì các bạn ấn vào kết nối cho mình. Đó, các bạn ấn vào nhá. Đó, khi các bạn ấn vào kết nối này thì các bạn chỉ cần chờ cho mình từ 3 cho tới 5 giây đó để nó kết nối cái Wi-Fi này. Thì như iPhone thì các bạn chỉ cần ấn vào kết nối là xong, còn ví dụ như những cái dòng điện thoại Samsung, Oppo thì nó sẽ hiện lên một cái dòng là Wi-Fi không có bảo mật, không có mạng internet, thì các bạn ấn cho phép cho mình nhá. Còn iPhone thì các bạn chỉ cần ấn một cái thôi là nó sẽ tự động kết nối. Đó, và khi kết nối xong thì các bạn chỉ cần thoát ra và đăng nhập vào ứng dụng Lookcam các bạn tải về. Đây. Đó. Các bạn đăng nhập vào ứng dụng Lookcam nhá. Đó. Đây, và khi vào cái ứng dụng Lookcam này thì các bạn cho phép hết tất cả cho mình thì nó sẽ hiện ra một cái dòng này. Đó. Thì khi hiện ra ở đây nhá thì nó sẽ có một phần là ken và một phần ok. Thì các bạn ấn ken đi cho mình. Đó, khi các bạn ấn ken thì nó sẽ hiện ra một dòng là device online này, là camera đang hoạt động. Còn nếu ví dụ nó hiện như những cái chữ ở bên dưới này, đó thì các bạn phải xem lại cho mình cái wifi các bạn đã kết nối chưa nhá. Đó, còn khi kết nối được cái wifi của cam rồi thì chắc chắn nó sẽ hiện lên cái dòng chữ màu xanh này là cái device online, thì các bạn ấn vào cho mình. Đó, và khi các bạn ấn vào này thì nó sẽ đây, nó sẽ hiện ra một cái dòng này là bạn có muốn đổi mật khẩu của wifi hay không. Thì bạn nào muốn bảo mật camera của các bạn thì các bạn ấn vào có cho mình. Đây, và khi các bạn ấn vào đổi mật khẩu này thì cái dòng đầu tiên là cái dòng mật khẩu mặc định của camera. Thì cái dòng mặc định này đó chính là mật khẩu là từ 1 tới 6. Các bạn ghi cho mình mật khẩu từ 1 tới 6 ra. Đó, mật khẩu mặc định của cam là từ 1 tới 6. Còn cái dòng thứ 2 và thứ 3 này đó chính là cái mật khẩu các bạn muốn đổi. Ví dụ các bạn muốn đổi mật khẩu là ngày sinh hoặc là số điện thoại của các bạn thì các bạn ghi ra, và cái dòng thứ 2 này các bạn ghi giống như ở cái dòng thứ hai ở bên trên. Đấy. Và các bạn ấn ok là xong, là các bạn đã đổi được cái mật khẩu của camera. Đó. Còn hiện tại thì mình quay để test cho các bạn, cho nên là mình sẽ ken nó đi. Đó.
Đây, mình sẽ ken nó đi. Thì khi các bạn đổ mật khẩu xong hoặc là các bạn ken nó đi thì lập tức cam sẽ cho các bạn vào nhìn được cái màn hình chính của cam. Đấy. Chất lượng quay cực kỳ nét nhá. Mình sẽ đây. Mình sẽ phóng to lên cho bạn xem này. Đấy. Cam quay thì cực kỳ nét. Đây nó đang bị ngược này. Đấy, khi các bạn sử dụng mà nó bị ngược như này thì các bạn có thể là chỉnh ở đây. Đó, các bạn có thể là chỉnh ở hai cái chỗ này cho nó về đúng với cái chiều của điện thoại của các bạn nhá. Đấy, cam quay cực kỳ nét nhá. Đấy. Ta mình quay cho bạn xem này. Đấy. Thì ở đây thì đang là chất lượng thấp nhất, đó chính là 1080, nhưng mà nhìn thì nó đang là cực kỳ nét rồi. Đấy. Nhìn thì cực kỳ nét nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh nó lên chất lượng cao nhất này. Đây, các bạn muốn chỉnh chất lượng lên cao thì bạn vào cho mình góc bên phải này cho mình. Đó, các bạn ấn vào thì lập tức nó sẽ hiện lên ba cái chức năng, thì các bạn ấn vào cho mình bật lên cao nhất là 4K này. Đấy. Đây mình đang bật lên cái chế độ HD 4K nhá. Đấy, quay cực kỳ nét này. Đấy, và cam thì quay cực kỳ mượt nhá. Nó sẽ không bị giật hoặc là bị đơ. Đấy, mình quay cái điện thoại của mình này. Đấy. Nó sẽ không là bị giật hoặc là bị đơ như những cái dòng camera khác. Đấy, khi các bạn sử dụng. Đây, mình quay vào hai cái điện thoại nhá, các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ nét. Đấy. Đây mình sẽ để tạm một góc nhìn này nha, để test cho bạn các cái chức năng ở bên dưới. Đây. Thì đấy là về chất lượng này thì nó là cực kỳ nét rồi. Đấy. Còn tất cả những chức năng tiếp theo từ phần xem ban đêm này hoặc là âm thanh thì cái camera này đều có thể là sử dụng được. Thì ví dụ trong trường hợp các bạn muốn sử dụng để quay được ban đêm thì các bạn bật cho mình cái này lên. Đây. Các bạn nhìn cái bóng đèn màu xanh này nhá. Đấy. Các bạn bật cho mình cái chức năng ở ngay cái bóng đèn màu xanh này lên. Đó, lập tức cam sẽ chuyển về cái chế độ quay ban đêm. Đó. Quay ban đêm thì nó sẽ là đen trắng nhá. Đó, quay ban đêm nó sẽ là chức năng đen trắng. Thì ban ngày quay led nhào thì ban đêm nó sẽ quay được led như thế. Đó. Còn các bạn muốn quay led hơn ấy, thì bắt buộc trong phòng của các bạn phải có một chút ánh sáng thì quay nó sẽ led hơn. Đó. Còn bình thường ban đêm tối om thì nó chỉ quay được nhẹ thôi. Đó. Đó. Đấy, và khi các bạn muốn tắt cái chế độ đấy đi thì các bạn ấn lại cho mình một cái nữa thôi là lập tức chuyển về cái chế độ quay màu. Đó, đó chính là cái chế độ quay ban ngày nhá. Đó thì đây là về chế độ quay ban đêm. Còn phần âm thanh, ví dụ trong trường hợp các bạn sử dụng mà các bạn muốn thu được những cái âm thanh đó, thì các bạn bật cho mình cái loa ở đây lên, các bạn ấn vào cái loa cho mình thôi. Đó là tất cả những cái tiếng động xung quanh các bạn đều có thể là nghe thấy được và nghe cực kỳ rõ. Đó, còn hiện tại ấy, mình đang đặt hai thiết bị đó gần nhau này, đó, cho nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh, nó có những cái tiếng vang lại, nó rất là ồn, đó, cho nên là mình sẽ tắt nó đi. Còn trong trường hợp các bạn sử dụng thì các bạn cứ bật lên cho mình không sao cả, đó, các bạn đi chỉ cần đi xa ra tầm 1 tới 2 mét thôi là nghe cực kỳ rõ nhá. Đó. Còn phần tiếp theo là cái phần chụp ảnh màn hình và quay phim màn hình. Thì bạn nào muốn chụp ảnh hoặc là quay phim thì bạn có thể sử dụng hai cái chức năng này. Đó. Còn không thì các bạn không cần phải sử dụng cũng được, tại vì ở bên trong mình đã lắp đặt một cái thẻ nhớ sẵn rồi. Đó. Nó sẽ tự động quay từ lúc các bạn bật thiết bị lên thì nó sẽ quay và lưu thẻ rồi. Thì cái chức năng này, cái chức năng đấy thì tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đó. Còn hiện tại những cái chức năng này thì các bạn không cần thiết. Các bạn chỉ cần là cái chế độ xem ban đêm này và chất lượng ảnh cũng như là cái âm thanh. Còn những cái này mình chỉ nói sơ qua cho bạn thôi. Đó, đây là chụp ảnh màn hình và quay phim màn hình. Ví dụ các bạn đang xem này mà các bạn muốn chụp lại hoặc là các bạn muốn quay lại một đoạn thì các bạn có thể sử dụng. Đó, còn hai chức năng là hai cái chức năng đảo chiều. Đó. Thì ngoài ra nó còn cho phép các bạn là kết nối xem được từ xa qua 3G và 4G. Đó. Ví dụ trường hợp các bạn sử dụng cái dòng sản phẩm cam phim này. Đó, các bạn đặt ở khách sạn hoặc là ở một cái vị trí nào đấy. Đó, mà các bạn phải đi xa. Đó. Và chẳng may các bạn phải có công việc hoặc là các bạn phải đi đâu đấy xa tầm vài hôm chẳng hạn mà các bạn vẫn muốn giám sát được trực tiếp thì các bạn vào cho mình cái phần cài đặt này. Đó, cài đặt và chọn cho mình sang cái mục device setting. Đó, khi bạn ấn vào cái mục device setting nhá thì bạn chọn cho mình sang cái wifi setting này. Đó, thì khi vào cái wifi setting này thì nó sẽ hiện ra những cái tên wifi ở gần với thiết bị nhất, thì các bạn chỉ cần chọn cho mình một cái wifi đấy mà các bạn cảm thấy là các bạn biết mật khẩu này và mạng nó ổn định nhất thì các bạn ấn vào kết nối cho mình. Đây, ví dụ cái wifi cửa hàng nhà mình nhá, mình ấn vào này thì nó sẽ hiện ra một cái dòng ghi mật khẩu, thì các bạn chỉ cần ghi mật khẩu ra cho mình và các bạn ấn ok là xong. Khi các bạn ấn ok xong nhá thì các bạn chỉ cần thoát của ứng dụng ra cho mình, các bạn thoát hết tất cả ra và các bạn bật 3G 4G lên. Đó, các bạn đăng nhập vào cái ứng dụng nút cam này là các bạn có thể sử dụng được cái chức năng xem được từ xa không giới hạn khoảng cách. Đó. Còn về phần lưu thẻ thì ở đây. Đấy, khi các bạn lắp đặt thẻ nhớ nhá, các bạn có thể là xem lại thì các bạn có thể là xem trực tiếp trên điện thoại của các bạn. Các bạn không cần phải rút thẻ nhớ ra. Đấy. Ở đây thì các bạn cứ xem trực tiếp trên điện thoại thôi.
Thì hiện tại thì mình chưa lắp đặt cái thẻ nhớ vào bên trong ấy, cho nên là mình chỉ hướng dẫn qua cho các bạn. Đấy. Các bạn muốn xem lại cái chức năng thẻ nhớ thì các bạn ấn vào cho mình cái chức năng là Cloud SD này. Đó. Khi các bạn ấn vào cái Cloud SD này nhá, thì các bạn chuyển cho mình sang cái mục SD file. Đó. Khi các bạn sang cái mục SD file này thì tất cả những cái dữ liệu camera quay được từ lúc các bạn bật camera lên, từ lúc các bạn tắt đấy, thì tất cả những cái dữ liệu đó sẽ nằm hết ở trong cái mục SD file này. Đấy. Thì ở đây thì bạn có thể là ấn để tải về hoặc là các bạn lưu lại đều được nhá. Đó. Đấy, còn hiện tại thì mình quay để test cho các bạn, cho nên là mình không lắp đặt thẻ vào thì nó sẽ không có những cái dữ liệu ở đây xem lại. Đó. Còn bạn nào thì đấy là tất cả những cái chức năng chính của dòng sản phẩm camera ngụy trang Veeam này. Đấy, còn ngoài ra nó còn rất là nhiều các cái chức năng, ví dụ như cảnh báo hoặc là cảm biến. Đấy, thì mình không thể nào mà kể được hết trong một cái video được. Thì bạn nào quan tâm về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang chai Veeam này thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng nhờ kết bạn Zalo, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn nó kỹ hơn. Đấy. Thì điện thoại và số điện thoại và Zalo của mình là 0957960888. Đó. Các bạn có thể là điện trực tiếp cho mình hoặc là kết bạn qua Zalo đều được nhá. Đó. Thì ngoài cái dòng sản phẩm camera ngụy trang Veeam này ra thì bên đơn vị mình còn rất là nhiều các cái còn ngoài chai Veeam ra thì bên đơn vị mình còn rất là nhiều các cái cam khác nhau, ví dụ như dòng định vị hoặc là máy ghi âm đó, hoặc là những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ. Thì bạn nào quan tâm về những cái dòng sản phẩm đấy thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại đó, hoặc là kết bạn Zalo nhé. Đó, và bạn nào ở gần ba cơ sở này, Bắc Linh này, Hà Nội và Sài Gòn, thì các bạn có thể là đến trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua hàng và kiểm tra hàng. Đó. Và địa chỉ chi tiết thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Đó. Còn các bạn ở xa khi muốn mua hàng ở bên đơn vị mình thì chỉ cần là gửi cho mình số điện thoại này và địa chỉ nhận hàng qua Zalo cho mình, thì bên đơn vị nhà mình sẽ lên đơn và gửi đến tận tay cho các bạn. Và khi hàng đến tay của các bạn thì các bạn có thể là bóc hàng ra và kiểm tra hàng. Các bạn bóc hàng ra kiểm tra hàng, nếu sản phẩm sử dụng ok như những video mình quảng cáo đấy, thì các bạn có thể là thanh toán tiền cho mình, còn không thì vẫn lại hoàn hàng về cho mình mà không mất một đồng phí nào. Đó. Thì tất cả những dòng sản phẩm đồ công nghệ ở bên đơn vị mình thì đều được bảo hành là 1 năm và đổi mới sản phẩm trong vòng 1 năm nếu như có lỗi từ nhà sản xuất. Đấy, các bạn mua hàng về mà sử dụng mà chẳng may nó có xảy ra lỗi từ nhà sản xuất thì bên đơn vị nhà mình hoàn toàn có thể là đổi mới sản phẩm cho các bạn. Đó, không giới hạn nhá. Đó. Còn bạn nào quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang Veeam này thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Còn video này mình xin tạm dừng ở đây. Và xin chào tất cả các bạn.